Rồi, chào các bác nhé. Em kênh thương hiệu Lụa Ngắn TV ạ. Dạ vâng, xin chào tất cả các bác và chúc tất cả các bác cuối tháng và sang đầu tháng này cùng nhau mạnh khỏe nhé. Có một sức khỏe tốt để anh em mình lại vẫn tiếp tục tăng gia sản xuất cũng như là chăm sóc cây vải thiều nhé. Dạ vâng, thì hiện tại em đang đứng ở cái vườn mà bác Hải Chiến này, là vườn vải ngọt của nhà bác nhé. Vải ngọt là vải muộn này, vải thiều Lục Ngạn chính gốc đây, các bác nhé. Thì em sẽ chia sẻ cho các bác một số ưu điểm như sau, cũng như là để cho các bác tính lọc và làm khoanh vào thời điểm nào thì cũng tùy theo từng nơi, từng khu vực, từng các tỉnh thành khác nhau và các thành phố khác nhau lân cận. Thì các bác hãy thông qua video này thì các bác sẽ nắm được là cái thời điểm nào là của các bác khoanh và thời điểm nào là của chúng em bên này khoanh. Đấy, thì em chia sẻ như vậy để cho các bác nắm được. Dạ vâng, thì em cụ thể thì em đã xem hôm nay là hiện tại bây giờ là 8 giờ 11 12 phút này. Đấy, mùng thứ bảy mùng 4 tháng 9 năm 2021 của dương lịch các bạn. Âm lịch hôm nay thì là thứ bảy ngày 28 tháng 7 năm 2021 của âm lịch. Thì cũng như là còn 1 2 ngày nữa thôi thì là cuối tháng rồi, sang tháng bước sang tháng 8. Gió heo may à, trời trở gió rồi. Thì cũng như là năm nay thì theo như thời tiết bây giờ thì bắt đầu em thấy là cuối tháng 7 này nhá, cuối tháng 7 này đã thấy se lạnh rồi các bạn. Kiểu như là của tháng 8 rồi thì hiện tượng của năm nay là lại rét sớm rồi các bạn. Thế nhưng mà rét thì sẽ vải sẽ được mua thì các bác sẽ dễ làm hơn. Nó mà không rét thì các bác anh em mình làm sẽ vất vả đấy. Thì phải những người có kỹ thuật thì mới làm được cho ra hoa kết trái được các bác nhé. Cho nên là em mong muốn chia sẻ cho các bác những cái thời điểm này là thời điểm làm lọc hai đây này. Cái này là lọc một nhá các bác nhé. Các cái tỉa muộn này, lọc một lên đây, lọc hai lên đây. Đây các bác này, đỏ đây. Thế nhưng mà lớp này không biết bác có để hay không, nhưng mà để sâu ăn hết rồi các bạn. Nhà bác Hải Chiến là bác cái sâu cắn hết lớp này. Lớp 2 đang ra này các bác nhé. Đây, sâu cắn tua hết rồi này. Đây các bạn này. Đấy, toàn những con sâu đo, sâu que này, cắn cụt hết lá này các bạn này. Cái này như cái này bây giờ cứ phun ý, xong nó lại ra cái lách này nó thành lớp lọc nữa ngay. Nhưng mà không phun thì lớp này sẽ cụt hết. Đấy thì chắc là bác cái dạo này bận cái gì hay là làm kiểu gì thì mỗi người một kiểu các bạn. Thì cái vải muộn này thì có chủ định thì các bác sẽ chủ định vào làm hai lớp, ba lớp muộn hoặc là ba lớp sớm. Thì có nghĩa là các bác sẽ khoanh vào thời điểm nào. Đấy là còn do các bác tính toán, còn mỗi người thì làm một kiểu. Thế nhưng mà cốt là cho ra hoa kết trái cuối năm ấy thì vẫn phải cùng nhau một mục đích, đó là cái công nhận phải không các bác. Thế cho nên là ví dụ một lọc cái này nhiều nhà bây giờ lọc 2 rồi, bây giờ đang chuẩn bị lọc 3 nhé. Đấy, sang tháng này sẽ ra lọc 3 này, sang tháng 8 này sẽ ra lọc 3 này. Thế nhưng mà của nhà bác cái đây là bây giờ đang thì cuối tháng 7 sang tháng 8 này thì lớp này đang ra lọc 2 đây, thì lớp này sẽ dao động vào độ tầm mùng 10 tháng 9 tầm đấy. Tầm mùng 10 tháng 9 thì bắt đầu sẽ ra và lại chuẩn bị ra một lớp nữa. Thì một lớp nữa thì nó khoảng độ tầm lớp tháng 9 này, nếu mà tháng 8 tháng 9 này thì làm lọc nó vẫn dễ các bạn, vì nó vẫn có ấm. Tháng 9 năm nào cũng vậy, vẫn có nắng, có ấm và cũng có thỉnh thoảng có mưa. Thế là cái lớp này làm vẫn vào khoảng độ tầm 30 cho đến 40 ngày. Nếu mà rét sớm thì 40 ngày các bác nhá. Còn từ tháng 9 sang tháng cuối tháng 10 ấy, thì cho đến tầm 20 tháng 10, 20 25 ấy, một số các bác mà làm muộn nhất ấy, thì là đến tầm đấy thì cũng phải tầm 50 ngày các bạn. Lớp cuối cùng là phải tầm 50 ngày nhá. 50 ngày mới thành một lớp lọc. Thì lúc đó nó cũng là lọc, lúc đó nó cũng chưa già đâu. Thế nhưng mà cái vải muộn này ấy, vải thiều chính vụ này ấy, thì các bác khoanh vào cái thời điểm đó thì là cái lá nó cứ nõn chuối thì các bác khoanh tốt rồi. Đấy thì lúc đấy khoanh nó là lọc 3. Thế nhưng mà lúc cái khoanh mà nếu mà cây thực sự có quả thì nó rất đẹp luôn, chùm sai nhẵn mo các bác nhá. Đấy, còn mà lớp mà khoanh cũng tháng 10 chẳng hạn ấy, cũng cuối tháng 10 chẳng hạn ấy, thế nhưng mà khoanh cái lọc nó đỏ quá thì nó ra sẽ bị kiểu như kẹ, bị ngắn hoa đấy các bác. Thì cái đấy nó hay bị kiểu là nó hay bị nứt, thối nứt. Đấy là cái hiện tượng là các bác làm lọc thì các bác phải tính. Nếu không kịp là các bác phải đuổi ngay, đuổi ngay để cho nó đến cái tầm thời điểm nó lên nõn chuối thì các bác khoanh thì nó đẹp hơn các bác nhá. Đấy.
Đây này các bác nhá. Đây các bác lưu ý này. Đây. Cứ lên tầm này vải ngọt mà cứ lên tầm này các bác khoanh thì là đẹp đẹp nhất này. Đấy. Nói chuẩn là theo thời gian thì nó là ba lớp, nhưng mà nếu tính theo để già thì nó cũng chỉ vào hai lọc rưỡi thôi các bác. Nó kiểu là như thế thì nó an toàn hơn các bạn. Dạ vâng, thì ở trong số một khu các bác ở các tỉnh khác thì cũng như là Phúc Hòa, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lục Nam thì các bác cũng có khoanh sớm hơn trên tụi em, không chênh nhau bao nhiêu ngày, có chục ngày thôi. Chục ngày thì cũng còn do cái thời điểm vì vải của các bác bán trước con em một chút thì lọc nó sẽ ra trước trong 10 ngày cho đến 15 ngày. Nó chênh nhau không đáng kể. Đấy, thế cho nên là chỉ các bác ở trong khu Tây Nguyên, Đắk Nông, Đắk Lắk này thì các bác ở trong đấy sớm hơn ngoài anh em mình một tháng các bạn. Sớm hơn một tháng thì các bác khoanh trong cái thời điểm đó, mà trong đấy chắc không có vải muộn này đâu, không có cái vải thiều chính vụ đâu. Đấy, thì cái vải thiều chính vụ trong đấy mà dòng được thì khả năng là vì nó không có rét là không có quả mấy các bạn. Trong đấy chỉ đa số trồng vải u sớm thôi. Đấy, cho nên là bác hãy lưu ý vậy. Trong khu đấy các bác khoanh vào thời điểm của tháng 8 âm lịch như này đấy, đợt đầu ấy, và đợt hai thì nó khoanh vào khoảng độ tầm giữa tháng 9 cho cuối tháng 9 âm lịch ấy, thì các bác lúc đấy sẽ sang vào tháng 10, cuối tháng 10 của dương lịch rồi các bạn. Đấy thì của bên khu các bác ở bên Đắk Nông, Đắk Lắk, Tây Nguyên và các tỉnh xa xôi nữa khác thì em làm video trong năm nay năm thứ 3 rồi, thì cũng có các bác chia sẻ như vậy thì em sẽ nắm được cái thời điểm, và các bác chỉ cần nói đúng là địa điểm thôi thì em sẽ nắm được cái thời điểm khoanh, thì em sẽ tính được ra cái cách làm lọc. Đấy là tất cả anh em mình ạ, thế thôi, không ạ. Mình biết thời điểm nào cây vải nó ra hoa thì mình sẽ tính được cái thời điểm đó để làm lọc, để cho cây ra theo đúng ý muốn của mình, lớp lọc ra đúng ý muốn các bác nhá. Lớp này thì lớp 2 thì cực kỳ là nhiều sâu nha các bác nhá, cực kỳ nhiều sâu luôn. Đấy, lại không như lớp lọc đầu tiên nha, lớp 2 này nó có lá rồi, thành ra là rậm rồi. Có tán che thân cái là sâu bướm các thứ đẻ là có ngay, rất nhiều sâu luôn. Đấy là thanh hà này. Dưới này toàn thanh hà đó các bạn. Đấy, nếu như lọc 1 của nó đây các bạn, lọc 1 đây. Và đây đang chuẩn bị lọc 2 đây các bạn này. Đây lọc 2 như này là lọc 2 đang nhú đây. Thì cái lớp này là vừa sớm đây, cái vườn đây, vườn của chú anh đây thì cũng như là cái lớp lọc 2 đây thì bây giờ đang ra này. Vườn này thì bây giờ cái vườn của chú anh là có hai lớp nhá, một lớp thì đang này lọc 2, một lớp bây giờ đang ra lọc 2. Một lớp lọc 2 già rồi, bên kia lớp đây lớp lọc 2 già đây. Lớp lọc 2 già này. Đấy các bạn. Còn lớp lọc 1 thì ngắn lắm, lớp lọc 1 là mái cái đầu bên kia kìa. Trụi. Năm nay gần như là lọc khá là ngắn các bạn, vì nó nắng quá. Thời điểm mấy hôm nay cũng vậy, vẫn vậy, vẫn nắng quá. Hôm nay cái lọc nó không thể dài được. Thì các bác cứ theo dõi kênh nhá và lưu ý nhá, thì những cái thời điểm nó rất quan trọng cho các bác, mấu chốt của có nghĩa đến lọc 2 và lọc 3 thì chúng ta sẽ tính được là bây giờ như vườn của các bác bây giờ đang ra lọc 2 này thì các bác sẽ tính được cái thời điểm để khoanh được rồi, phải không ạ? Thì thời điểm cuối thì các bác cứ tính cho em là 50 ngày nhá. Nếu mà rét là 50 ngày thì các bác sẽ thành một lớp lọc. Này, lọc 1 đây. Đang chuẩn bị ra lọc 2 này các bạn này. Đây. Đây lọc 2 đang nhú này các bạn này. Đấy, lọc 2 nhà đang nhú nhá. Thì có nghĩa là cái lớp này của lọc 2 đang nhú thì nó sẽ rơi khoảng tầm mùng 10, mùng 5 cho đến 10 tháng 9 thì là già rồi, là lúc đó sẽ nghỉ khá lâu nhá, và chúng ta sẽ tính vào lúc đó vào khoảng độ tầm tháng rưỡi 50 ngày thì nó sẽ dao động cho đến nó rét quá thì nó có thể hơn nữa các bạn. Đấy, các bác rất lưu ý là cái chỗ mình kính lọc sau là mình phải có thời gian để đuổi lọc nhé. Và cái thời điểm đấy nó có lạnh rồi thì các bác có sớm hơn một chút cũng không sao, nhưng mà ghê nhất là nó muộn quá các bạn. Nó muộn quá là các bác phải khoanh non đấy. Khoanh non quá là nó nếu những năm nó rét thực sự, những năm vừa rồi này thì
20 sang 21 này thì các bác nó vẫn có quả. Thế nhưng mà không năm nào cũng được như năm vừa rồi đâu các bác. Mấy năm mới có 5 năm một lần như vậy. Đấy là trên đấy là cái vải ngọt nhá, vải thiều vải muộn đấy các bác. Thì em chia sẻ như vậy để cho các bác biết cái cách làm lọc cũng như để chuẩn bị đến thời điểm khoanh này thì vào còn một tháng nữa thôi các bác nhá. Tháng hơn tháng nữa. Gọi một tháng rưỡi nữa thì vào bước vào tháng 9 thì sẽ khoanh được. Thì cũng như là cái đây cái vườn Thanh Hà này của nhà em đây. Thì toàn bộ lọc khai thì đã xanh ngắt mướt mướt hết một loạt rồi này các bác này. Đấy lọc khai nhá. Đấy, thì cái này thì sang tháng sẽ bắt đầu ra lọc này. Vì em sẽ quay gần cho các bác vì cái này nó phải tầm mùng 5 mùng 10 các bạn. Đây này. Vì cái đầu như này chưa ra được lọc đâu. Đấy. Cứ lắng này lại có mưa thì nhanh thôi. Nếu không có mưa thì nó sẽ lại chậm hơn và cứ ấm thì lại ra nhanh các bạn. Đấy thì đây cái lớp vải của em đây thì các bác cứ bảo là lâu lâu không thấy quay cái vườn nhà của em thì vườn ở nhà em thỉnh thoảng em quay thôi. Vì em quay mãi vườn nhà mãi cũng chán các bạn. Không phải đi quay một số lung tung nữa các vườn nữa để cho kỹ thuật cho anh em chia sẻ học hỏi với nhau cho nó được càng ngày được tiến bộ hơn các bác nhỉ. Đấy của em là nó đầy đủ hết này. Xanh mướt hết này. À, lọc như này vẫn chưa gì đâu các bạn. Đầu lọc vẫn đen như này chưa gì đâu. Thì các bác hãy lưu ý ở cái vải U này và vải Thanh Hà này em nói thêm ở bên kênh thương hiệu Lục Ngạn TV này thì các bác hãy lưu ý là một số của các bác ở bên Phúc Hòa, Tân Yên, Việt Yên hay là Lục Lam hay là các bác ở bên tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Tây Nguyên thì các bác cái vải U sớm ở Thanh Hà này các bác có trồng ấy thì các bác hãy cố gắng thì các bác ở chắc ở bên Đắk Nông, Đắk Lắk, Tây Nguyên thì các bác khoanh vào một đợt một là khoanh vào tháng 8 âm lịch này các bác. Đến nếu mà lớp lọc ví dụ lớp lọc bây giờ của các bác đang thì đang non này, đang ban này thì các bác sẽ khoanh vào tầm giữa tháng 8 âm lịch này. Đấy nó teo lớp lọc các bác nhá. Chứ không phải cứ thấy người ta khoanh là mình khoanh, cái lớp lọc của mình già thì mình khoanh. Đấy, chỉ có thời điểm cuối cùng thì chúng ta bắt buộc chúng ta mới phải khoanh chốt là khoanh để cho an toàn, khoanh để giữ lại luôn. Không chờ lọc nó già thì không lại không kịp làm hoa, thế cho nên là chúng ta phải bắt buộc phải khoanh. Đấy thì như vậy thì các bác hiểu. Còn cái lớp này là lúc đầu tiên khoanh là khoanh giữ lọc thôi các bác nhá. Các bác cứ khoanh thoải mái không sao hết. Nhưng mà khoanh thì các bác phải lưu ý là khoanh phải để ý nhá. Tầm 10 ngày cho đến 15 ngày các bác phải sang vườn xem những cái vết khoanh nó có liền không nhá. Những cái năm nó nắng ấm là đặc biệt là cá biệt như các bác ở bên Đắk Nông, Đắk Tây Nguyên bên đấy thời tiết các bác nó ấm hơn nhiều. Nó ít rét là khoanh các bác phải lưu ý cho vết khoanh ấy. Khoanh là khoanh xong đừng có tháng hay là 20 ngày không sang vườn là không được đâu các bác. Là nó đẩy lọc rồi là lại hỏng rồi các bác lại mua thuốc lại mất công mất tiền lại phải đi xịt lọc của nó khó. Thời điểm cuối cùng giữ lọc này các bác cứ khoanh giữ lọc thì nó đơn giản thôi. Còn là một số các bác thì chắc là sợ cây nó chết rồi thế nọ kia chết thì chả chết được cây được vì khoanh nó có kiểu khoanh thì nó không thể chết được các bác nhé. Cái cỡ tay của anh em mình khoanh nó phải biết cách nồng sâu nào khoanh rồi thì các bác sẽ hiểu được. Đây của em sang hết rồi. Sang hết màu rồi. Đấy, còn cái cành trên kia là của cái cành đỏ kia là sai quá này, bây giờ mới ra được lớp lọc khai đấy. Sợ chưa? Dạ vâng, thì cái vải muộn thì chưa đến thời điểm khoanh các bác. Thế nhưng mà vải U Hồng và Thanh Hà, vải sớm thì các bác một số các bác sẽ nếu ở Lục Ngạn và khu Lục Ngạn đấy, Bắc Giang này thì sẽ khoanh vào của sang đầu tháng 9 các bác nhá. Sang đầu tháng 9 thì sẽ khoanh cho đến 15 20 tháng 9 còn tùy theo lớp lọc các bác. Đấy thì còn các bác thì chỉ các bác ở khu Tân Yên, Hòa rồi bên tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Tây Nguyên thì em xem kênh cũng như là các bác chia sẻ như vậy thì các bác khoanh sớm hơn là em một tháng các bác nhá. Đấy khu Hòa Tân Yên thì các bác khoanh sớm hơn bọn em 10 ngày thôi, Lục Nam ấy cũng vậy thì khoanh sớm hơn em 10 ngày thôi. Thế cho nên là nó không chênh lệch bao nhiêu nhưng mà cơ bản là các bác đến điểm khoanh là phải khoanh, không khoanh là nó đến lúc nó chuẩn bị ra lọc đó thì các bác khoanh thì nó sẽ lại vất vả hơn. Đấy. Còn như em thì em cứ ra được lọc rồi, như nhú rồi em khoanh nó vẫn ở hết. Nhú em khoanh ở hết, không bao giờ cho em cho ra là không cho ra được. Đấy, các bác nhá. Rồi các bác xem video thực sự thấy hay và hữu ích thấy cho em xin một đăng ký, like và chia sẻ cho kênh thương hiệu Lục Ngạn TV và kênh thuốc chữa bệnh tạo mã nhé. Còn các bác là khu vực nào các bác mà cần thuốc sâu các bác hãy liên hệ trên số màn hình, số điện thoại trên màn hình video nhé. Hoặc kết bạn Zalo
để các bác cần tư vấn gì em sẽ tư vấn cho các bác về cây vải, và cũng cái thời điểm nào khoanh thì các bác hãy cố gắng là đọc địa chỉ nhá. Các bác gửi tin nhắn hay là bình luận ở dưới video, các bác hãy cho em xin địa chỉ luôn thì em mới biết là các bác ở khu vực nào và cây vải nó khoanh vào thời điểm nào. Không các bác cứ hỏi chung mà là vải của anh cũng như vải của chú bao giờ anh mới khoanh được, thì cái đó thì em cứ tưởng em ở lục ngạn là em cứ trả lời là làm theo lục ngạn là chết dở đấy các bác nhá. Thế cho nên là các bác hãy cố gắng để lại thông tin các tỉnh thành hay là các địa phương bác sinh sống ấy, thì em sẽ giúp đỡ được các bác nó được chuẩn hơn các bác. Chứ không phải là em bảo là hỏi các bác ở địa chỉ nào sợ em đến chơi làm phiền các bác đâu. Em chủ yếu là làm như vậy là để nắm được cái cây vải ở khu vực đó các bác nhé, để em chia sẻ nó chuẩn hơn. Dạ vâng, thôi em xin phép chào tất cả anh chị bà con các bác nhé. Chúc tất cả mọi người cùng nhau có một sức khỏe tốt nhé.